Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Rất vui các bạn đã gặp lại mình. Nhưng mà chính ngày hôm nay của chúng ta đằng sau lưng là một bộ PC tới từ thương hiệu của MSI. Toàn bộ các linh kiện đến từ MSI, thật ra là hầu hết thôi. Thì bộ PC này là một bạn khách quen của công ty mình. Bạn là một fan cực kỳ cứng của MSI luôn. Bạn ấy fan cứng cỡ đến nỗi ngày xưa bạn đã sở hữu một bộ PC MSI rồi. Và tới bây giờ bạn mang cái bộ PC ấy đến và nâng cấp thêm tiếp tục toàn bộ các linh kiện đến từ MSI nữa. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn sơ qua một chút về cái bộ PC này. Thì mình cũng đã có muốn tham lát bộ PC này. Tuy nhiên do cái tính chất bộ PC này, các bạn ấy mong muốn là phải làm thật là đẹp, thật độc và lạ. Thế nên việc tham lát có lẽ chúng ta sẽ gửi tới trong một video khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về từng linh kiện một. Đầu tiên thì mình sẽ nhắc tới phần CPU Intel Core i9-10900K để sự lựa chọn của bạn đấy. Mẫu CPU thế 10 của Intel nó mới ra mắt mà 10 nhân 20 đường xử lý, số nhịp tua bút đơn nhân có thể đạt được là 5.3, còn đa nhân nó sẽ là 5.1. Thì chưa kể tới mẫu CPU này có thể ép xung. Và mẫu CPU Intel Core i9-10900 nó không hề mát một tí nào cả. Thế nên bên mình đã lắp tản nhiệt nước cho bạn đấy. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy ngay sau lưng. Ngoài ra nữa thì phần bo mạch chủ thì là Z490 máy bò Godlike. Đây là một mẫu bo mạch chủ gần như đắt nhất của MSI. Nó có rất nhiều tính năng này, hệ thống tản nhiệt VRM cực kỳ lớn này, hệ thống cấp nguồn là 2 cổng 8 pin. Thế nên hoàn toàn có thể ép xung được. Và chưa kể tới đó chính là màn hình LED hiển thị. LED hiển thị này thì như thông thường nhá, bên mình chưa làm gì cả, chỉ nhìn thôi nó có con rồng nhảy múa vô cùng thích thú rồi. Và nếu như mà thích thì hoàn toàn có thể custom lại. Và phần cà đầu ạ, hai cà đầu ạ RTX 2080 Ti Seahawk, để phiên bản không phải Seahawk bình thường nhá. Seahawk các bạn search trên trang chủ MSI nó đi sẵn tải những nước custom, à không, tải nước all in one rồi. Tuy nhiên đối với hai phiên bản Seahawk này, đây phiên bản Seahawk EK được lắp sẵn tản nhiệt block nước ấy của EK Waterblock, thì ở đây các phần linh kiện khác cũng đều đến từ EK hết, bởi vì thương hiệu EK một thương hiệu cực kỳ lớn và hệ thống tản nhiệt của nó vô cùng ấn tượng. Và cái lý do các bạn nhìn đằng sau này, ở sau lưng mình thôi, đó là cả CPU và GPU nó sẽ đi chung một ống. Thứ nhất, đây bộ PC mang yếu tố đẹp, độc và lạ, và mục đích chủ yếu của bạn đấy là việc mang về lướt web và chơi một số tựa game bình thường thôi. Thế nên đi này nó gọn và đẹp nhất. Thì mình đã có test thử rồi, thì bằng phần mềm Fermax thì hai cặp đồ họa này stress test cùng lúc, nhiệt độ cao nhất nó cũng chỉ đạt loanh quanh khoảng độ từ 6x đến 7x độ thôi. Đây không phải mức nhiệt độ quá cao, bởi vì cái mẫu cặp đồ họa này nó sử dụng tận 3 cổng cấp nguồn, trong đó 2 cổng 8 pin và 1 cổng 6 pin. Thế nên mức nhiệt độ tỏa ra của nó rất lớn và hệ thống tản nhiệt nước nó tản được cho khoảng 60-70 độ là vô cùng mát mẻ rồi. Và CPU đương nhiên rồi, CPU Intel Core i9-10900K vẫn luôn nóng, bởi vì CPU này nó ăn đến tận hơn 300W điện cơ. Theo khi mình thử qua thì nó rơi vào khoảng độ 340W đến 350W. Thì với cái mức nhiệt như vậy thì CPU sẽ đạt loanh quanh khoảng từ 90 đến 100 độ là một chuyện hoàn toàn bình thường. Cái đấy không phải lo lắng nhá. Kiểu đây do CPU nó nóng sẵn rồi, chứ không phải tại cái tản nhiệt nước này nó làm CPU nóng. Về phần RAM, 4 thanh GSQ Trident Z Royal luôn, đây phiên bản Royal. Phần LED nó được cải tiến hơn và xung quanh cái bề mặt của thanh RAM ấy nó cũng cực kỳ bóng. Và khi chúng mình tháo ra để có thể quay được cái thanh RAM này thì mình cũng đã có lau chùi cực kỳ kỹ càng để lắp vào sao cho nó bóng loáng nhất. Các bạn nhìn thấy thôi cũng thấy rực rỡ rồi. Và 4 thanh RAM này cái mức giá là vô cùng đắt. Và bây giờ sẽ là phần trải nghiệm âm năng. Mình sẽ mang cái bộ PC lên tận 200 triệu đồng đi chiến game. Và tất cả các tựa game sẽ để max setting trên độ phân giải 2K để các bạn thấy được là 2K các bạn RTX 2080 Ti kết hợp với i9-10900K chiến game nó sẽ như thế nào nhé. We'll be right back.
Vừa rồi là phần trải nghiệm về ống năng. Như các bạn có thể thấy, CPU cũng sẽ loanh quanh khoảng từ 60 đến 70 độ C khi chơi game, và GPU cả hai cạc luôn nó sẽ loanh quanh khoảng từ 40 đến 50 độ C. Đây mức nhiệt độ vô cùng lý tựa để có thể chơi game. Và cái thứ hai nữa là một số các tựa game như kiểu Shadow of Tomb Raider này, Far Cry 5, các bạn thấy nó có thể tận dụng tốt cái nền tảng đa cạc đó ạ, khi mà hai cạc đều loát tương đối bằng nhau. Tuy nhiên, một số các nền tảng game khác hỗ trợ không tốt thì cạc đầu tiên nó sẽ full load được, còn cạc thứ hai nó chỉ loanh quanh khoảng từ 10 đến 20 phần trăm thôi. Đây điều mà các bạn phải chấp nhận được. Đây mình sẽ test một số các tựa game nhẹ nhàng thôi, nói chung là tương đối đơn giản. Và ngoài ra, nếu như bạn chơi các tựa game online như kiểu là Dota 2 này, Liên Minh Huyền Thoại này, hay một số các tựa game khác thì hoàn toàn có thể test game được trên độ phân giải 4K. Thời điểm mà mình mượn bộ PC này đấy thì mình không có màn hình 4K, thế nên mình test tạm lên độ phân giải 2K. Thì bao giờ mình mượn được màn 4K mình sẽ test cho các bạn. Thì nếu như các bạn là fanboy cứng cựa của MSI thì liệu các bạn có đầu tư bộ PC trông có đẹp đẽ và xịn sò này không? Hãy để lại ý kiến ở dưới mục bình luận. Đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.